Brad Pitt đón sinh nhật với bạn gái mới kém 27 tuổi. Không còn là tin đồn, kênh Sun Ảnh đã ghi lại khoảnh khắc Brad Pitt và bạn gái mới bên nhau cuối tuần qua. Một nguồn tin chia sẻ với People, Brad Pitt có tâm trạng rất vui trong sinh nhật lần thứ 59 cuối tuần qua cùng bạn gái mới Ines Geramon và những người bạn thân thiết. Cả hai cùng đi ăn tối ở nhà hàng Way tại Los Angeles một ngày trước sinh nhật của tài tử, ngày 18 tháng 12. Brad tổ chức tiệc tối đón sinh nhật với Ines và bạn bè vào tối thứ bảy tuần trước. Brad thậm chí còn có một chiếc bánh sinh nhật kèm ngọn nến để cả nhóm hát chúc mừng sinh nhật. Anh ấy đang trong tâm trạng tốt nhất. Anh ấy ngồi sát Ines, cực đáng yêu và tình tứ. Cô ấy làm Brad hạnh phúc, nguồn tin tiết lộ. Hồi tháng 11, tờ People đưa tin Brad Pitt và Ines Geramon đã hẹn hò được vài tháng. Cặp đôi bị chụp lại ảnh ở hậu trường sân khấu buổi hòa nhạc của Bono ở nhà hát Orpheum, Mỹ. Tài tử và bạn gái mới cũng bị bắt gặp ăn mặc giản dị đi trên phố cùng nhau. Ines Geramon là nhà thiết kế trang sức, năm nay 32 tuổi và đã chia tay chồng là Paul Wesley, diễn viên phim Vampire Diaries từ đầu năm. Cô từng tham gia bữa tiệc đóng máy Babylon, phim mới của Brad Pitt, hôm thứ Năm tuần trước, nhưng không xuất hiện cùng bạn trai trên thảm đỏ để tránh bàn tán. Theo nhiều nguồn tin, cả hai đang lên kế hoạch đón giao thừa và năm mới cùng nhau. Tuy không quá nghiêm túc về mối quan hệ này nhưng Brad Pitt và Ines Geramon hạnh phúc khi hẹn hò. Brad Pitt từng kết hôn hai lần với hai diễn viên là Jennifer Aniston 2000-2005 và Angelina Jolie 2014-2019. Đã có nhiều tin đồn về các bạn gái mới của nam diễn viên nhưng anh chưa bao giờ công khai thông tin về họ.